lông mình lụa đám chớ lụa ca mình là ca tràn mình tên nè một ôn nè ca mình có một phết xa xa mình tên mình là pha ưng mình thô mình ấy xin là mình đặt ca nè ca xa mình tên một ôn nè nè bộ là xa xa ra nè ca xa mình tên mà nè bọn này rất là sạch sạch đám mình là sạch đây nè nè ca đây nè mình ca ấy rồi thì là sạch mình tên có xoài tâm trí á mình có mảng đọc mà nhé ca này là sạch đây nè rồi có bò có hai đứa bò làm sao cá này có tạc hồi có hòm mà hòm xo cá này xa tí đây nè ôi xa xa ăn một tên mong cá có bò phết hay có bò ôi mình lụt xe mai cái tìm bằng ôi chẳng tính xe mai tại đám của mình à ồ này xa mình đang cái tầm dầu máu nè nè ồ xa mình tên mình có bò cái bò này cái tầm dầu máu tại lại cái đọc bằng mũi tại lá chắc sai sắp bằng bài xe nè nhưng mà thay quá nhưng mà thọt á trời ok 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 scan nè miên ở bọc hòm á nè scan nè bọc hòm mà phang vía tầm lại ở sam sập buôn lá cho cao một bài ổn sam phèm chứ sam phèm sam mồi sam qua lại nữa còn là mà phang nữa nè anh ấy kịp sam hơi mỏ đang xoay anh ấy đang cãi thế hay mình fly điện ô mình ở ca sạn mình tên nè à mình ca đi hay là ở tụi tụi ca đang tại con tịt như cái đám ca đấy nè hay mơ ở được play ấy chẳng là bất ca nè nè bị chân ca tới việc bị chân ca vậy con nè đang sạn nè con tịt vậy nè nè đào mì vậy mơ khăn này tiện mà như cái chân này nè lại nè supply làm ấy nè đam ca cái đam chơi chứ đi sẽ tập phang phang sầm đẹp dương ở tinh đam chơi tinh ca ấy dương đã ở miền thô miền ấy chẳng là lại nhờ đặt thô đấy mình tới miền mặt sen ngon á ẩm bạc tôi tính bị cái lại nha châu mặc lại tính mà nặng à tôi khai năm đó ấy nè sẽ tận đây xem đẹp dương trăng tinh đâm ấy trắng nó bộ ấy dương đâm mà phang phang cái tô ấy trắng nó đấy lo nó mình chịu chịu mà đâm mà lại ấy lo mình tàn
thằng nội nó ngọt nè sợ đây sợ đây rương ở sợi tắc sợi ấy nữa nè bông sợi vô nhưng tam chê chứ nè tam chê chứ mà đài ông mở xam sợ có mùi xam phơ nè tam chê chứ chẳng tam chê chứ ấy nè tình như thật đam ba nè nhận một con chê chứ hay là ở nhìn ở đàm thơ xinh xinh chứ chờ nó